Cái bụng bầu của vợ. Thế nào rồi em? Anh ơi, vẫn chưa có. Không sao đâu em, anh cũng mong như em. Nhưng con cái là lộc trời cho. Em đừng lo lắng quá. Anh sẽ tìm những bác sĩ chuyên khoa giỏi nhất để chúng mình mau có con. Vợ chồng mình cùng cố gắng nhé. Em à. Anh ơi, anh sắp được làm cha rồi nhé. Tôi sắp được làm cha rồi. Mất 3 năm em mới tự giúp mình, giúp vợ và được lên chức đó sếp ơi. Chúc mừng cậu. Giờ thì cậu chuẩn bị vắt chân lên cổ đi là vừa. Anh về rồi à? Mau thay quần áo rồi xuống ăn cơm. Sao không thấy gì? Bé con của ba ơi. Bé con mới bằng hạt vừng thôi ba ạ. Hạt vừng của ba à, lớn nhanh rồi ra với ba nhé. Ba sẽ mua kẹo cho con này, mua xếp hình, mua thú nhúng, mua đu quay. Ba sẽ mua cho con cả thế giới này nữa. Hạt vừng sẽ lớn nhanh và khỏe mạnh ra chào ba. Ba chờ hạt vừng 245 ngày nữa nhé. Vậy là còn hơn 8 tháng. Thôi, ba hoa thế là đủ rồi. Anh lên thay quần áo rồi xuống ăn cơm. Kẻo nguội hết bây giờ. Được, mẹ con hạt vừng đợi ba nhé. Vợ chồng mình sẽ cùng cố gắng để chúng ta có một gia đình hạnh phúc nhé.